đầy sương. Wipe it down, wipe it down, wipe. Anh thích em gọi anh là gì á? Đôi ba lần gặp gỡ, anh thích em gọi anh như thế nào? Gọi anh là sugar daddy vì trong túi anh ATM bạc tỷ. Em thích gì anh cũng chiều hết. Anh thích em gọi anh là gì á? Đôi ba lần gặp gỡ, anh thích em gọi anh như thế nào? Gọi anh là sugar daddy vì trong túi anh ATM bạc tỷ. Em thích gì anh cũng chiều hết. Tùng ơi, bây giờ các bạn hỏi tại sao lâu nay anh bị mất tích. Anh bị bắt cóc. Ai bắt cóc anh? Anh không biết. Anh mới được giải thoát bởi mỡ. Thế bây giờ bao lâu anh sẽ quay? Tôn trọng người lớn đấy là kính lão đắc thọ. Biết điều tôn trọng người lớn đấy là kính lão đắc thọ.